Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua một tháng chống dịch trong làn sóng thứ hai và cho tới thời điểm này thì đã có những tín hiệu rất khả quan. Các ổ dịch lớn dần được kiểm soát. Trong cả hai đợt chống dịch COVID-19 thì Bộ Y tế đã phát động nhiều chiến dịch với mong muốn là huy động toàn bộ cộng đồng cùng chung tay tham gia chống dịch. Và gần đây nhất là chiến dịch Niềm tin chiến thắng đã thu hút đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng cùng tham gia đeo khẩu trang và truyền thông về các hoạt động phòng chống COVID-19. Vậy với những gì chúng ta đã và đang làm thì chúng ta có kiểm soát và chiến thắng COVID-19? Để chia sẻ về vấn đề này, chúng tôi có mời tới trường quay chuyện tối nay ngày hôm nay tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam. Đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, từ sau khi Đà Nẵng phát hiện ca đầu tiên cho tới thời điểm này thì đã hơn một tháng và tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch như là Đà Nẵng, Quảng Nam hay là Hải Dương đã cơ bản được kiểm soát. Bác sĩ có đánh giá như thế nào ạ? Vâng, chúng tôi thấy rằng là trong một tháng vừa qua đúng là một cái quãng thời gian rất là căng thẳng và thực ra là một cái quãng thời gian mà đầy lo lắng. Chúng ta đã có những cái khi phải gặp những cái vấn đề rất là trầm trọng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong cái tình hình vừa qua đấy, có những cái trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng, rồi những vấn đề lây nhiễm ở bệnh nhân nặng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy một cái điểm sáng, đấy là trong cái quãng thời gian vừa qua thì cái số lượng bệnh nhân mắc mới ngày càng giảm dần. Và Bộ Y tế cũng đánh giá là đây là chúng ta đã bắt đầu là có những cái kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Và chúng tôi nghĩ đây là một tín hiệu rất là vui đối với cả người dân Đà Nẵng cũng như là người dân cả nước. Vâng ạ. Vậy thì còn đánh giá về tình hình mà Bộ Y tế cũng như là các cơ quan chức năng đã làm để ngăn chặn tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan ở làn sóng thứ hai thì sao ạ thưa bác sĩ? Vâng, chúng tôi cũng xin báo cáo là trong cái giai đoạn vừa rồi, thứ nhất là chúng ta đã rất chủ động. Chúng ta thấy rằng là sau cái đợt cái làn sóng thứ nhất ấy, thì ngay từ đầu tháng 7, Bộ Y tế đã liên tục đã có những cái thông tin, có những cái tập huấn cho lực lượng cán bộ ở các địa phương. Và phối hợp với Bộ Y tế thì Tổng hội Y học Việt Nam cũng như vậy. Tôi thì đầu tháng 7 cũng may mắn là cùng với tổng lãnh đạo của Tổng hội Việt Nam, các giáo sư của Tổng hội Việt Nam cũng như là hội truyền nhiễm thì có đi tập huấn ở một số các điểm nóng. Ví dụ như là Hải Dương, ví dụ như Đà Nẵng, rồi là ở Thanh Hóa, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và đúng là những cái điểm đấy sau đấy thì có những vấn đề. Nhưng mà chúng ta như thế chúng ta rất chủ động tập huấn được cho lực lượng bác sĩ về những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái kinh nghiệm về phòng chống cái COVID tại ở các địa phương khác, những vấn đề về xử lý cả những phác đồ điều trị. Như vậy là chúng ta đã có những cái chủ động trong cái tập huấn cho lực lượng bác sĩ. Cái đấy là rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy là cái sự quyết liệt. Ngay khi đã có những cái tình hình dịch bệnh xảy ra thì Bộ Y tế cũng như là lãnh đạo chính phủ đã có những giải pháp hết sức quyết liệt. Và bên cạnh đấy thì ngành y tế đã huy động toàn lực. Chúng ta đã thấy là những lực lượng bác sĩ từ Hà Nội, các chuyên gia đầu ngành của các chuyên ngành, chuyên khoa cũng đều vào để hỗ trợ cho Đà Nẵng. Và cái cuối cùng là cái sự đồng lòng. Chúng ta thấy là dù người dân đầu tiên cũng có những sự lo lắng nhất định vì cái dịch bệnh nó phức tạp, cũng như là chúng ta thấy rằng là hiện nay vừa rồi đấy, qua trải qua một cái giai đoạn giãn cách đấy cũng rất mệt mỏi. Nhưng mà vì dù thế nào thì người dân cũng rất đồng lòng vì cái sức khỏe chung cho đất nước cũng như cho mỗi gia đình. Vâng ạ, bác sĩ có nhắc đến yếu tố là đồng lòng của người dân. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là người dân đã làm những gì để chung tay cùng với lại nhà nước chống dịch COVID-19 không ạ? Vâng ạ, chúng ta thấy rằng là phòng chống đối với dịch bệnh này thì cái vai trò của người dân rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta biết là cho đến hiện nay chưa có vaccine cũng như chưa có những thuốc điều trị đặc hiệu. Như vậy là cái biện pháp phòng ngừa lây nhiễm là nó là biện pháp chủ đạo. Mà cái phòng ngừa này thì rõ ràng là phải áp dụng những biện pháp giãn cách. Bộ Y tế cũng như là chính phủ đã ra những khuyến nghị, nhưng nó chỉ thành công khi được người dân ủng hộ. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái sự ủng hộ của người dân ấy, trong tất cả cái quá trình vừa rồi, và chúng ta thấy từ trên các mạng xã hội, từ trên những các cái diễn đàn truyền thông, tất cả mọi cái thì chúng ta đều thấy là cái sự đồng lòng đấy. Và chính vì vậy chúng tôi nghĩ là những cái thành tích này phần lớn sẽ đến từ hướng ở cộng đồng với cái đã thực hiện nghiêm chỉnh những cái khuyến nghị từ chính phủ và Bộ Y tế. Vâng ạ, bên cạnh cộng đồng thì chúng ta không kể đến đó là cái chiến dịch tuyên truyền của Bộ Y tế và gần đây nhất đấy là chiến dịch Niềm tin chiến thắng. Bác sĩ đánh giá sao ạ? Vâng, chúng ta thấy rằng là thực ra thì ngay cả từ khi bắt đầu triển khai phòng chống dịch thì Bộ Y tế đã đưa ra nhiều chiến dịch và những chiến dịch đấy đem lại những hiệu quả rất lớn trong cái phòng chống dịch. Đầu tháng 8 vừa rồi, ngày 6 tháng 8, Bộ Y tế cũng đưa ra chiến dịch Niềm tin chiến thắng. Cái này thì chúng ta thấy rằng là cái này nó có đặc biệt là nó đề nghị tất cả những người dân và đặc biệt là những người có ảnh hưởng, ví dụ như những văn nghệ sĩ, rồi những nhà khoa học, rồi rất là những người nổi tiếng để tham gia, để nói về những cảm xúc của mình, những cái cách của mình vượt qua dịch như thế nào. Và chúng ta thấy nó tạo thành hẳn một giống như một trào lưu ấy, để tất cả người dân có thể tin tưởng và áp dụng những cái
cái khuyến nghị của Bộ Y tế và chúng ta có thể áp dụng mà chúng ta có thể đưa ra cái bảo vệ sức khỏe chúng ta trong cái trạng thái bình thường mới một cách mà chúng ta nghĩ có thể thành công cũng như là có thể triển khai một cách lâu dài. Bởi chúng ta biết là đây không phải là một câu chuyện ngắn hạn nữa, chúng ta sẽ phải chống dịch trong một quãng thời gian dài. Vâng ạ, và đúng là nó đã có kết quả rất là tốt, hầu như người dân nào cũng hiểu rõ về COVID-19, cần phải làm gì và trong trạng thái bình thường mới như thế nào. Cảm ơn bác sĩ đã đến với trường quay của Chuyện Tối Nay ngày hôm nay, chia sẻ những góc nhìn rất là chân thực. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.